Vâng, em Quỳnh ô tô cũ Yên Bái chào tất cả các bác nhá. Hôm nay lên sóng cho các bác con Vios sản xuất 2010 nhá, màu vàng cát, đẹp rực rỡ biển Hà Nội anh em nhá. Con này màu quá đẳng cấp luôn rồi. Lanh quanh hơn 100 triệu thôi, 189 triệu anh em nhá. Đã có mẫu xe kia con này gọi là lồi đồng cuối đá nhá, phá không hỏng đây. Đấy, quá màu này quá đẹp luôn, vàng cát anh em nhá. Đèn đóm này, sáng bóng chưa? Quá là chất luôn. Lốp nát thì mới cả dàn rồi nhá. Riêng cái lốp này nhá, anh em đi khoảng tầm 2 3 năm nữa chưa phải thay này, la răng này, sáng bóng này. Phanh đĩa này anh em nhìn này, sáng bóng chưa? Xin đã thích hợp trên gương rồi nhá. Quay về nội thất cho anh em xem. Nội thất thì miễn bàn rồi, đẹp quá đẹp luôn rồi. Nội thất ghế con này nó bọc ghế cà phê anh em nhá. Nhìn đẹp. Trần thì lên trần đỉ rồi, cũng trần đỉ theo xe, quá đẹp luôn rồi. Tay phanh này, cần số này. Con này đã lên cả quả màn hình quá đẳng cấp luôn anh em nhá. Màn hình này cam lùi đầy đủ này. Cam hành trình có luôn anh em ạ. Đây cam hành trình đây. Đầy đủ hết. Xe là quá đẹp luôn rồi. Con này về anh em là sẵn đi thôi. Về chạy dịch vụ đi gia đình quá là ok luôn. Vô lăng này, vô lăng đã được bọc cả cái màu cà phê và nhìn rất là sang xe nhá, đẹp. Còn cái bọc vỏ ngoài này thì giống thể thao nhìn quá là đẹp luôn rồi. Con này nội thất thì quá là đẹp luôn rồi, sạch sẽ gọn gàng. Con này về anh em là sẵn đi thôi, nếu chạy dịch vụ hoặc đi gia đình quá là đẹp luôn này, nhìn quá là chất luôn. Một mẫu xe quốc dân, vợ quốc dân này. Lốp ráp thì anh em không phải nghĩ rồi, mới cả dàn rồi. Để lên quanh bỏ ra hơn 100 triệu có mẫu xe đi gia đình hoặc là phục vụ mình đi lại quá là hợp lý rồi anh em nhé. Xe thì quá cứng, xe quá đẹp luôn rồi. Con này về anh em chỉ đổ xăng là đi thôi. Để tổng thể một con xe hơn 100 triệu anh em ở kiếm đâu ra được cái mẫu xe hơn 100 triệu mà nó đẹp như thế này. Đấy, nét căng màu vàng cát, cái màu này nó quá là sang luôn rồi. Để mà cái dòng Vios thì màu này là màu xanh nhất, cái vàng cát là sang nhá. Anh em về đi nó sạch sẽ. Để em đổ máy quay về phần máy cho anh em xem nhá. Dòng Toyota máy nó chỉ đại chất luôn rồi. Đấy, màn hình to. Máy đây anh em nhá, máy đại chất rồi, máy nổ thì thầm luôn, êm du luôn. Đấy anh em nhìn này, đang chạy nhá. Con này được cái nào bác chủ cũ bác chơi nhá, bác còn độ thêm cái cần như cái cam di anh em nhá. Cái này là mình thường dòng Vios là phải chống, nhưng mà bác chơi cái thủy lực này rồi. Đấy, đẩy lên bắt nó chống luôn này, anh em nhìn nó đẳng cấp không? Quá là đẳng cấp luôn, lạ mắt nhá. Đấy, máy móc thì êm du rồi. Máy móc khô ráo anh em nhá, hành xe khô ráo. Nét căng luôn. Xung quanh cửa tiền hơn 100 triệu là 189 triệu nhá. Là anh em có mẫu xe 2010 quá đẹp luôn nhá. Anh em kết cho em xin nút đăng ký kênh nhá. Số điện thoại là 0966 862 666.